tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyệt soi chói lọi nam thiên đền thờ pháp ngơ nguyện vô biên nơi xưa tích cũ chốt lạc châu thủy tu sơn tinh nghi đồng cuồng công chúa giáng sinh người về nào nghe mà
nguyện đi thu đưa nước sông ra so bằng bằng nghề kim ngôn ngọc vì nên tam thanh nghề ai về soi gồm lo được được tinh tinh dung dung nghề Hãy subscribe.
lên Chúa vì tôi đôi chép biết cho họ trường lên đồ cho tin chủ đừng bị an nên chỉ lên từ phủ thay thay thay
ông tư ông bày hoàng người nghề ăn đi chỉ lên thập thì tiên thần đi à. Thông xeo
cao ngất ngất ngơ trông trông về bắc bắc kinh. Cảnh thanh tú trên ngàn là nhị thủy, chúa giáng trần chính trị yêu ma, chúa về chắc chắn giáng điện tòa. Sơn phúc lộc đề đa vinh hoa phú quý mà ăn cơm cửa đình thần mặc áo tứ phủ nhà ta nhỉ. Thế mà tiền chúa ta lại độ cho linh từ đôi tu nơi đây mà cao vê tráng lệ, mà đồng còn nhan bát ngàn đệ tử thơm danh nước tiếng quý ngọc non vàng nhỉ. Thế mà tiền chúa ta độ cho cái thủ vương sở tại mà cao tay ấn mà giỏi tay đồng nhỉ. Thế mà cứu nhân độ thế giúp người trần gian nhỉ. Thế mà tiền chúa ta mà cho lên cái đất sơn lâm sơn trang mà núi rừng nơi đây một thân một mình một đèn một bóng nhỉ. Thế mà chúa ta vẫn cho mà được thơm danh nức tiếng nhỉ. Thế mà ba cõi trần gian, thế mà chúa bà ta lại cho ngày một yên căn lành số yên sổ yên bình yên an bản mệnh nhỉ. Thế mà chúa bà ta cho cái họ Trần Nguyễn mà soi linh lại bói tiếp 100 kẻ bói, cho các gia sự cửa nhà âm thần mồ mả đất cát, công danh sự nghiệp tình duyên, công danh sự nghiệp mà chúa bà ta mà cho 100 kẻ bói chẳng có sai kẻ nào nhỉ. Thế mà đầu xuân thiên thủ, chúa bà về khai ấn mở phủ, mà chúa bà ta lại ban tài tiếp lộc mà mở kho tài khai kho lộc mà cho các con nhàn đệ tử hương dân chăm họ mà hưởng xuất đa các khánh hạ bảo bình an thu tống tam tài đông nghênh bách phúc nhỉ. Mà chúa cho mà lộc phượng vân lai tài như xuyên trí mà qua chín tháng đồng qua ba tháng hạ nhỉ. Thế mà cầu phúc thì phúc lai, cầu tài tài tới nhỉ. Thế mà cầu danh danh trí mà cầu của cầu con mà sở nguyện như ý sở cầu tầm tâm nhỉ. Thế mà chúa bà ta lại cho các con hương đệ tử muôn dân chăm họ kinh doanh thương mại dọn quán bán hàng mà được đắc cửa hàng lại sang cửa hiệu, lộc gần chúa bà ta cho tới lộc xa chúa ta lại cho về nhỉ. Thế mà thường cho các lính các ghế muôn dân chăm họ trong những năm qua mà vất vả chân chuyên vì dịch bệnh hành hành mà lộc tài mà lại vất vả nhỉ, mà đau đầu nặng nghĩ mà chúa bà ta cho cái năm giáp thìn niên nơi đây trên thượng tấu đế đỉnh dưới mà chúa ta lại hạ chỉnh các cùng các cửa mà độ cho quân dân chăm họ mà có phúc có lai có tài có tiền có lân có xuyến nhỉ. Thế mà chẳng phải vất vả chân chuyên như những năm vừa qua nhỉ. Thế mà chúa ta lại thương cho các lính các ghế mà chúa bà ta khen cho cung đàn tiếng ngát mà đàn ca hát bọt làm cho kéo kéo bọt còn vang động cả cái núi rừng nhà ta nơi đây nhỉ. Thế mà chúa lại tạ bà ta lại ban khen cho
tay Quỳnh tay Quế khéo hay chủ tay hay làm nhỉ? Chúa ban khen cho muôn dân trăm họ ngày nay nhất tâm hả? Để Chúa cho con chấm 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 sang
hoi bát nguyệt hò hoan đùng đình đàn ngũ âm tăng tinh 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 tăng buồm xương bẻ lãi hò hoan you
hương mùa xếp hai hàng nghề châu chúa sơn trang khi trời cùng cầm quạt điện xa huy
màn cháo dưới trương chúa giáng chân nền ông bốn phương hồng hào sang khắp bốn phương Chúa thuộc chắc giang hiền đầy bạch ban.
Chúa trên ngàn lừng lẫy, hóa phép màu đã dậy thần oai. Thành ra nghe lễ mẫu hòa bình, có ai đi lễ mẫu hòa bình chợ bờ hàng nghiêng nghe thang gành treo chờ phương lâm xuân chiều mà đông đôi đôi phương lộc mộng mộng ban buôn đi chuông đền vang 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 sớm hôm đi bên mình đón tao.
đôi mắt phượng hoa cài mà chậm sắt vầng trán xinh vẻ mặt thêm tươi mùi son như đóa hoa cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xước Chúa vì ngã từ sơn trung nghi ý à. Bệnh y mong một dài khoan quy thiên dòng tiên chúa đang chiều chơi dòng đà chiếc thuyền dòng chiều chơi lên ngọc kỳ ngược dòng đà rào ấp xuôi khề khoan 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 trên hàng miếng bên của trèo về ơi à. Xuôi ngược chiếc thuyền về đồng thiên khắp mọi nơi kêu cầu mà lễ bái ai đổi lòng xin Chúa đoái lòng thương khoan hò khoan ơi hò dù khoan ơi à. Dừng huệ quê dừng lan dừng cúc nghi dừng bạch mai dừng trục nghi dừng hồng nghi đường lên luôn lửa không dòng nghi hoàn 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 đời hoàn 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 nghi điểm điểm anh vắng thuyền dòng dòng mà chúa nghi cơ thơ thiếu bốn chữ vàng tươi bạch đi mong một dài hoàn tươi sự quân lên nơi đi qua nơi hiểm nghèo tua tua tay việt việt tê chiều tay từ vòng tiền chùa là tư tướng anh hùng kỳ à. Thiên chúa treo thuyền qua sông mà qua suối từ chợ bờ cho tới đến đây mặc đường xa chúa vẫn đi hát ca ơi à. Chân bước
Thế mà Chúa Bà Tá lại nhận lời mời của nhị vị đối phố đây đây lai đảo bản đền nhỉ. Thế mà chứng tâm chứng quả mà chứng quả đoàn duyến cho cái mộc ấn thanh đồng thủ hướng họ Trần Nguyễn cùng các thanh đồng đạo quán con ngang bản tự mà bách gia trăm họ ngày nay nhất tâm nhỉ. Thế mà đầu xuân thiên thủ mà Chúa Bà Tá lai đảo bản đền cũng là nhất thứ mà Chúa Bà Tá ban khen ban thưởng cho cái mộc ấn thanh đồng họ Trần Nguyễn. Thế mà vất vả chấn chuyên nhưng mà lại nhất nhất một lần tòng tòng một giả cửa cha cửa mẹ cửa tình thần tứ phủ mà chẳng đơn sai cửa cha cửa mẹ cửa thế Chúa Bà tôi nhỉ. Thế mà Chúa ban khen ban thưởng một cân thanh đời viên trưởng à, họ Trần Nguyễn họ Phan mà nhất tâm mà sớm tay về chiều lọc nước quét lá nhỉ. Đôi cô linh tử nơi đây nhỉ. Thế mà Chúa Bà Tá lại đổ cho mà cái bảng từ đôi cô linh từ nơi đây này cáo huy tráng lệ. Thế mà cho đồng con nhang bát ngàn đệ tử thơm danh đức tiếng núi ngọc non vàng nhỉ. Thế mà Chúa Bà Tá năm nay lại cho nhìn cái bún tiểu. Thế mà để mà phụng sự mà nổi giỏi tâm đường nhỉ. Thế mà Chúa lại mở cung tài và cái cung lập. Và từ nay trở đi từ trí hướng hậu. Thế mà Chúa Bà Tá thương cái họ Trần họ Nguyễn họ Phan mà lại cho mở cung tài cái cung lộc mà phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn mà phúc lộc Đề Đa Vinh Hoa Phú Quý nhỉ. Thế mà Chúa ban cho cái ngân cái xuyến cái tiền trần gian mà tu lo trên tu lo việc thánh dưới mà lại lo gánh việc trần mà giúp dân độ thế giúp người trần gian mà chẳng quản cái công cái sức cái đồng tiền trần gian nhỉ. Thế mà ghế bà tôi dù vất vả chấn chuyên mà nghèo mà còn túng mà khó khăn nhỉ. Thế mà Chúa Bà tôi chẳng thương những cái người mà nhiều tiền nhiều ngấn nhiều xuyến mà lại đơn sai nhỉ. Thế mà Chúa lại thương nó thấy một thân một mình mà nó chẳng quản mà rừng sâu núi thẳm. Thế mà về đấy mà tu lo mà xây dựng ngôi thiên trụ bản đền bản phủ nhỉ. Thế mà trên thì cha mẹ mà cũng đã thử thách đủ 3 năm. Thế mà ngày nay sang thiên thứ tư mà Chúa Bà lại cho mà lộc tài vượng tiến mà yên căn lành số. Thế mà thơm danh nước tiền ba cõi trần gian mà Chúa Bà cho nói có người nghe nhỉ. Thế mà Chúa lại cho mà soi linh bói quyết mà soi ra sự cửa nhà âm phần mồ mà đất chát công danh sự nghiệp tình duyên cho các gia các chủ mà biết đường mà lộ biết lối mà lần nhỉ. Thế mà Chúa Bà lại ban khen ban thưởng cho các thanh đồng đạo quan lính ghế hai hàng tứ phủ đầu xuân thiên thủ. Thế mà tay chắp gối quỳ về cửa Chúa Bà Ta nhỉ. Thế mà một đời mà Chúa Bà Ta mà phụng sự mà phò vua. Thế mà ngày nay mà để đổ chó mà cái những các cái người sớm lá nơi đây mà nhật là cái Vân Hồ nhỉ. Thế mà mới được hưởng quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nhân dân an lạc nhỉ. Thế mà Chúa lại cho mà trồng cấy mà phong điều vũ thuận nhỉ. Thế mà mưa gió mà thuận thời nhỉ. Thế mà lúa cấy mà được mùa mà cây trồng lại được quả nhỉ. Thế mà Chúa lại bán cho những các muôn dân trăm họ con nhang đệ tử của nhà Chúa nơi sống trên cái đất Vân Hồ Sơn La nơi đây nhỉ. Thế mà buôn may bán đắt mà mặt hoa da phấn mà đẹp hơn người nhỉ. Thế mà Chúa lại ban khen ban thưởng cho đàn ca hát ngọt nhỉ. Thế mà Chúa lại ban khen cho cái họ Quách ngày nay nhất tâm đầu xuân thiên thủ tay chắp gối quỳ mà quét lá nhặt bụi khâm chụp cửa nhà Chúa Bà Ta nhỉ. Thế mà Chúa cho mà đi đúng đường mà đến mà đúng lối nhỉ. Thế mà ngày nay mà Chúa lại cho khâm trực mà ăn cơm cửa đình thần mặc áo tứ phủ. Thế mà Chúa đã trên thượng tấu đế đình dưới hạ trình các cung các cửa. Thế mà kêu cha tấu mậu mà ngày nay mà đổ cho cái hún tiểu họ Quách nhỉ. Thế mà được yên căn lành sổ yên sổ thiên đình mà yên an bản mệnh nhỉ. Thế mà
mà tu ló trong ba miên mà Chúa cho mà tâm đạo mở mang đường đạo sáng suốt nhỉ. Thế mà nhất tâm hầu cha hầu mẹ mà khâm trực cửa đình thần tứ phủ mà Chúa lại cho mà chẳng thiếu cái chi chi nhỉ. Thế mà Chúa lại cho uốn các tiểu mệnh vị khang cường phu thê thì được hòa hợp nhỉ. Thế mà trong cái tháng tư mà ló cho cái uốn tiểu mà út nhỉ. Thế mà bán về cửa Đức Thánh nhà Trần nhỉ. Thế mà cho mà đi nhận con nuôi mà để cho nó được mệnh vị khang cường nhỉ. Thế mà Chúa lại cho mà tốn nhang bản mệnh về cửa mà hang miếng linh từ của Chúa nhỉ. Thế mà sở cậy đâm thầy mà tốn nhang bản mệnh. Thế mà làm con cửa cha cửa mẹ cửa đình thần tứ phủ nhỉ. Thế mà ngày nay Chúa lại bán khen ban thưởng quỳnh quế đôi bên nhỉ. Thế mà khéo tay hãy làm nhất tâm cửa Phật mà thật tâm cửa thánh. Thế mà Chúa đổ cho mà đắp canh tai mà sái canh lộc được ăn cơm cửa nhà ta nhỉ. Thế mà cái lộc sơn lấm sơn trang mà cái lộc nhà ta mà biết tu nhân tích phúc thì Chúa ba ta lại cho chẳng thiếu cái chi nhỉ. Thế mà Chúa ban khen cho muôn dân trăm họ ngày nấy nhất tâm cửa cha cửa mẹ tay chắp gối quỳ nhỉ. Thế mà Chúa bà ta lai đảo bản đền một lý một lai sáng tái lai lời. Thế mà Chúa bà ta lại chào các muôn dân trăm họ. Chúa bà ta lại phụng sự cửa cha nhỉ. Non thương ê sơn trang ê thanh xa hồi cung nhang một chiến tâm thành dâng thiên cung thịnh thời tiết chúa đi tam vương danh ê linh liễu thùa hồng hồng ta long long đầu hoa hàng xanh xanh linh linh hồng hồng bàng bề từ thuở khai sinh. Dân lành lành nghề xin đi cài hiền thân thân hồng hồng hoàng mến mến cảm lòng 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 nhân nhân nhân
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được nghe hai sáng tỏ thêm đầu một bầu son sắc tốt tươi dương và lên ngàn xanh ngắm qua nhiều hoa. Sương núi rừng nhịp sao ai tiếng thèn vui đêm nay. Ôi ngất đây rượu cần chưa uống say. Vui lễ hội mừng xuân non cao, vui lễ hội mừng xuân non cao. Xuân cho một phu dân cường trong năm Việt một phương thái hòa, anh sông đang soi xa gần gần xa, soi cho đón nước nở hoa bốn mùa. Hôm nay sang người
đôi tay thơm bị bát ba sừng vàng, bát cho chăm họ giàu sang đời đời, bát cho chăm họ đời đời giàu sang. Sơn dân hưởng mát bảo nhau, rừng trong núi thẳm tùng sầu, có ba tiên nữ thanh gia hồi cùng nghe. Tam vị chúa tiên cùng thỉnh mời tam vị chúa tiên, thì chúa để đất tây thiên tự đồng. Bye.
tiền thanh nghe giang giang nghe sinh sinh phù đời. Dần dần sơn tinh là nơi sự tài mong mong một người khi khai khôn hoan màu phó cho phùng nghĩ gì khai nhà ý. Lại đây là linh từ đôi cô
Sai
say sương vẫn lên làm tôi xuống mà dâng lên bài phong lúa là
xanh tù cao dày. Truyền đi cho ân ân quyết đi ra tay mà thú đời. Việt Nam thua như xưa nguyện cội Chúa có tài. Bấm 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 đồn lục lục nhâm nhâm phèm thiên xem bói nhâm nhâm thần. Ý xem trong thế sự gì thằng nghĩ chậm chậm ra sao. Dù ai mà cao phù nguyện mây mây nơi làm mẹ chẳng chẳng nghe biển căn gió linh linh của yên yên chú. Tiết Chúa về đồng nghề điểm phân ninh tô xa. Trên trời dưới bể có những điều không thể tìm ra. Tứ sinh vân vân hàn trong nhà thành ra hồi tung cao mãi quê nhà lâm tham tại quê nhà anh đi chắc xa đi chưa bà để ta Thank you.
đất hùng hủy vương phí phương sang tỏ coi chân thảm bề ai biết ai hay lâm thảo lịch lịch sử ai tay tay thiên đường mà đào về hành vi vương ý Tiếp tục
tiếng thu sừng gọi nhau. Đường ai sáng tỏ trên non, trời một màu xuân sắc tốt tươi sương xa. Lên trên ngàn năm quả nhiều hoa. Trong nam biển bốn phương thái hòa, soi từ thành thị tới kinh đô, soi cho đất nước bốn mùa thêm tươi. Ánh đuốc điểm sáng tỏ xa gần. Hãy subscribe.